Hôm nay, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc họp bàn về phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm lưu thông thuận tiện và an toàn cho tuyến cao tốc có lưu lượng đã bắt đầu vào giai đoạn mãn tải. Theo báo cáo của công ty tư vấn Trường Sơn, hiện lưu lượng trung bình trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn là khoảng 4.216 xe một ngày đêm, trong đó xe có tải trọng nặng và xe khách lớn chiếm gần 50%. Với lưu lượng xe hiện nay, tuyến cao tốc này đã mãn tải. Với tuyến quốc lộ 1 song song với dự án cao tốc, ghi nhận lưu lượng xe khoảng 17.278 xe một ngày đêm, nhưng tỷ lệ xe tải nặng chỉ chiếm 37%. Đặc biệt, với quy mô hiện nay của quốc lộ 1 còn khoảng 6.000 xe con quy đổi một ngày đêm nữa mới mãn tải. Từ thực tế trên, đơn vị tư vấn kiến nghị phân luồng giao thông san sẻ một phần lưu lượng phương tiện từ cao tốc Cam lộ La Sơn xuống quốc lộ 1 để giảm tải cho tuyến cao tốc theo phương án phân luồng xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng trên 30 tấn chuyển sang lưu thông trên quốc lộ 1. Ngoài ra, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề xuất bổ sung thêm ánh sáng, hệ thống cảnh báo trên cao tốc, sóng điện thoại cho những điểm nguy cơ xảy ra tai nạn do đặc điểm thời tiết khu vực sương mù dễ gây trơn trượt, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Chúng ta cần phải có cái cơ quan quản lý nhà nước, cần phải có một cái quyết định để mà tổ chức phân luồng làm sao cho nó hài hòa, hợp lý và hiệu quả. Cuối cùng là gì? Để đảm bảo an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam giao đơn vị tư vấn Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Khu Quản lý Đường Bộ 2 rà soát lại các số liệu bảo đảm độ chính xác và tính toán phương án phân luồng để tổ chức cắm biển phù hợp. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý phát triển cụm công nghiệp. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo xúc tiến đầu tư, thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, định hướng ưu tiên xúc tiến các doanh nghiệp dự án đầu tư thứ cấp có cùng ngành nghề, có khả năng liên kết hỗ trợ lẫn nhau vào cùng một cụm công nghiệp. Các ngành công nghiệp theo định hướng quy hoạch tỉnh có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững vào cụm công nghiệp. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp tục có thông báo đến các đối tượng được hưởng thụ chính sách hỗ trợ giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, thì các đối tượng phải hoàn tất hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 để được xem xét. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 sau ngày 31 tháng 3 năm 2024 thì không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định số 25/2023 ngày 3 tháng 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.